nó có về nó cho mình có bao nhiêu. Để là hai ông bà già mà bư vào cái kiểu này thấy xót quá ha. Bây giờ vợ tôi á, tôi nằm bệnh viện nó cũng đâu nuôi tôi được. Nhưng nó nuôi tôi là nó nghĩ bán người ta. Nó nghĩ bán người ta thì tất nhiên là nó không, nó không có nuôi tôi được. Chẳng cả bên đi nằm bệnh viện khó khăn gì á, anh em ở trong bệnh viện người ta cũng giúp xin mình đi chém miếng cháo hay là mua mình đi cà phê uống được. Tôi nói ra không, để vợ mình nó đi làm kiếm tiền nó nuôi, lỡ mà người ta không đồng ý nghỉ, người ta không đồng ý ta cho vợ tôi nó nghỉ rồi hai vợ chồng lấy gì nha. Ủa mà cổ đang làm cái gì, mua bán gì vậy? Bán tiếp tôm nhỏ em vợ á. Bán cơm tiếp hả? Tôm. Tiếp với bưng rồi này kia bọc đưa lớn mình nghỉ. Các bạn cũng lớn tuổi rồi chứ. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm bữa Châu Phú đi cùng sư huynh Thiện Nghĩa đi lên trên núi Cấm quý vị. Thì khi mà về thì trong đêm nhận được cái cuộc gọi là chú Lê Văn Đệ hiện giờ là bệnh rất là nhiều mà không có tiền để mà mua thuốc quý vị. Nên Châu Phú về thăm trong đêm luôn. Thì thấy hoàn cảnh này rất là khó khăn. Hôm nay thì ba anh em của Châu Phú cùng nhau sớm giờ cũng đi thăm các nơi mà người nghèo ha. Thì trên đường đi về thì cũng sư huynh Thiện Nghĩa từ Sài Gòn xuống thì cũng muốn là đi thăm thêm hoàn cảnh của chú Đệ này, vì huynh ấy cùng với anh Ngọc Tâm rồi thấy cũng thương quá nên cùng rủ nhau đi đến đây thăm chú Đệ. Vậy thì qua đây thì ba anh em của Châu Phú đi vào trong để thăm chú nghe. Okay, anh thấy sao, thấy video sao, thấy chú chung, sao mà đòi đi đến đây kỳ rồi thì Thiện Nghĩa tình cờ thôi cũng được xem cái video của Châu Phú làm đó. Dạ. Thì thấy tình cảnh của chú rất là đáng thương, như hoàn cảnh già rồi mà gặp cái hoàn cảnh rất là bi đát, không có ai chăm sóc hết đó. Dạ dạ. Cho nên thấy rất là tán thương, mà nhân dịp về đây thì mình cũng muốn trở lại thăm chú một lần. Vậy ha. Rất mong mà bà con theo dõi kênh của Châu Phú cũng như là Ngọc Tâm Tâm Chân Lý ha. Dạ. Để mình vào trong để mình thăm chú một tí. Dạ. Rồi mời các huynh nha. Dạ. Vâng, kính thưa vị. Thì đây là nhà chú Đệ vị. Khỏe không? Lúc nào cũng mệt kìa, thấy không? Lúc nào cũng mệt mệt hoài hả? Gì hả? Ai ơi. Nó chưa nước nè. Sưng đây, khổ vậy. Dạ. Mệt 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 hoài. Mệt mệt hoài hả? Dạ, anh chào chú. Dạ. Dạ. Thì thưa chú, thì hôm nay ba anh em con đi đến đây để trước thì thăm chú, thì sau đó thì có một số tiền của quý mạnh thường quân gửi cho chú á, để có thể lo thuốc thang chú và thím luôn ha. Hai vợ chồng bệnh chưa? Trời ơi, tội nghiệp quá. Thì rồi xem thấy hoàn cảnh chú đáng thương quá. Dạ. Làm việc rất là vất vả mà lại thêm cái trọng bệnh nữa thì nó bế tắc quá đó. Cho nên cũng tranh thủ về đây thăm chú. Giờ cái thu nhập mình làm là ai thu nhập chính hả chú? Dạ, thú. Bà hả? Bà làm gì không? Không, chú. Chú là thu nhập chính. Ông là lao động chính chứ. Chính lao động nói. Nhưng mà giờ ông bệnh nè. Bệnh nè. Mấy chục năm nay là tôi làm không. Hôm nay chú làm nghề chạy xe hả? Xe ba gác. Xe ba gác. Nói xe ba gác đậu trong nhà đó. Trời ơi. Nó xe cũ gì đó, đó. Mà làm chắc là do làm mà việc quá sức nó nặng hay sao chú? Bệnh nhiều với gì? Mình không có từ cái gì chú tới. Ăn uống chắc không đầy đủ. Không có đầy đủ đâu. Dạ. Cầm. Đó, chú cầm chú nói chuyện để gần nói chuyện con luôn ha. Ăn uống thất thường đó. Tôi hạ tiện lắm. Chắc suy dinh dưỡng đó không ơi? Dạ. Mặt ông này như sưng phải không? Sưng, mặt mắt gì cũng sưng hết trơn. Rồi có đi bệnh viện đồ khám đồ không? Có nói sao? Xuống chứ nằm mới 20 ngày nay nằm được 5 ngày rồi về.
Nằm ở Long Xuyên hả chú? Nằm Long Xuyên này á. Ừ, tốn kém dữ không chứ? Nằm Long Xuyên này bảo hiểm thì tốn không có bao nhiêu mà thuốc nó cho mình uống. Ông thấy nhìn ông biết ông suy dinh dưỡng này. Gì đâu mà ấm tanh, ấm teo à. Mới đây đó. Ờ. Đó tôi bự, tôi cao người lắm. Vậy hả? Ừ. Vậy giờ chú chỉ uống thuốc men rồi ăn uống điều độ lại thì nó bình phục chứ gì đâu. Tại tôi bự con, tôi khỏe lắm. Tôi 60, tôi năm mấy 60 tuổi tôi bận chạy giờ xe. Giờ 2 giờ, xíu rồi biết. Chạy xe ba gác. Bởi cái giò. Ừ, giờ giò cạnh theo. Chiếc xe 600-700kg, tôi ôm sóc giác, chạy ào ào đi giao lộ. Mà chú nay nhiêu tuổi rồi mà? 61 tuổi rồi. 61 tôi tuổi. 61 tuổi. Tại làm việc nhiều quá chứ. Dân mà Sài Gòn 61 tuổi thì hả, như thanh niên. Thời gian lao động. Chứ không phải tôi sinh năm 64 đâu, tôi sinh năm 61. Mà làm không có nhậu nhẹt chứ trời. Không nhậu nhẹt. Sự nghiệp quá ha. Mà nó lại lũng ruột. Lũng ruột nữa. Lũng ruột, 3 năm trước lũng ruột già. Vậy hả? Không nhậu mà lại lũng. Rồi. Tại mình bệnh chứ không phải nhậu không đâu, nhiều khi có nhiều nguyên nhân. Dạ. Tôi ăn uống hạ tiện à, đặng lắm. Chắc là nhiều khi chú không ít có đi khám bệnh á, cho nên cái bệnh trạng của mình không có nắm được. Thiếu cái gì, thiếu chất gì đó mình không có nắm được. Tại vì mình không thấy ngã bệnh, mình thấy mạnh. Rồi bắt đầu chú bệnh từ bao mấy tháng nay rồi, bao lâu rồi? Bệnh nó bắt đầu là lối cỡ bắt đầu tháng 9 là bắt đầu nó khó chịu trong mình á. À. Khó chịu, nó hơi khác lạ. Bắt đầu qua gầm tháng 10, bắt đầu nhập viện vô là ở đây nó trị không được, nó chuyển đi phẫu thuật thật. Nó nói sao? Nó bệnh là chảnh là bị ung bú phổi. Phổi hả? À, nó cho thuốc uống rồi về. Ừ. Về lúc đó có mấy triệu bạc hết thì nằm tình lại. Nó kêu cầm làm gì không? Nó kêu mình lên lấy thuốc uống mà lên lãnh thuốc uống mà đi lên chảnh đâu có tiền đâu mà đi. Lãnh được 2 lần, 7 ngày, 10 rất có tiền hết. Bây giờ mình, nếu mình bây giờ mình tranh, cũng phải tranh thủ đi chứ. Giờ mình đi thì lãnh được đúng không? Đi là lãnh được. Tại mình còn giấy tờ đúng không? Còn giấy tờ đầy đủ hết trơn, không có. Vậy nếu ông đi thì ai chở ông đi hay ông đi với ai? Đi mình. Rồi, rồi. Mà giờ ông vẫn đi đứng được đúng không? Đi, phải. Mà những ví dụ mình đi tới đó mệt chứ mình ngồi mình nghỉ. Nghỉ rồi kệ mẹ nó bao lâu kệ sao rồi mình đi nữa. Nếu mệt á thì mệt là mình xin cái to đó gì đây mình mua thuốc được không? Ở đây nó không có thuốc. Uống ở đây thuốc, ở đây thuốc cầm chừng. Thuốc ở chảnh là thuốc đặc trị, nó trị cái bệnh của mình. Ở đây bác sĩ vẫn nói mà, bác sĩ An Giang vẫn nói mà chỉ có đi thành phố trị bệnh anh thôi, còn nếu anh không trị là anh bệnh anh mang tới chết. Chứ bây giờ ở đây là thuốc trị. Ông đi ông ngưng lấy hồi nào tới giờ? Từ lúc mà ông ngưng ngưng lấy hồi tháng 11 tới giờ. Tháng 11 nhưng mà giờ lâu quá mình không lên lấy, mình lấy được không? Giờ lên chảnh mình xin tái khám lại. Tái khám toàn bộ lại hết trơn, làm lãnh thuốc lại. Chứ không có gì hết trơn. Dạ thì như là chú Ba Tèo, người mà chạy xe cấp cứu mà chở chú về đây từ thiện đó cháu. Thì có trình bày là nói là chú không có tiền trăm mấy đặng ra mua thuốc lẻ ngoài, chứ thuốc ở trong bệnh viện là không thể nào uống, không có bớt. Nó là kêu gọi con đi đến để quay đó là đúng sự thật vậy hả cháu? Thuốc thì to, còn bệnh viện nó cho 5 ngày uống, xuất viện vậy 5 ngày uống có 28 ngàn mấy trăm đồng bạc mà uống 5 ngày. Bệnh của mình như vậy mà nó cho thuốc xí nghiệp uống có 2 lỗ thuốc mà 28 ngàn đồng mà thua người ta uống một buổi. Cảm, thiệt là thua, người ta thua mua thuốc tư ở ngoài uống một buổi nữa. Rồi làm sao mà chị mình có nước mình uống, mình nằm mình chờ thời thôi chứ không có cách gì. Chú có nên uống thuốc nam thêm, nếu mấy ông thầy thuốc nam á. Tính bây giờ á. À con quanh hả, có chú sống bên bên đây nè, con có quay lên đó. Hay lắm, chị miễn phí hết trơn. Con tính rồi kỳ này đi xuống dưới chùa Phước An ở dưới nó chị. Bệnh gan phổi đồ nó cũng hay lắm kìa, ở đường 91B. Ờ, vậy đó ha. Tô Tâm. Vậy đó ha, chỗ đó hay lắm ha quanh. Dạ, để lấy thuốc đó thường. Tại vì hôm rồi mới coi trên đài đi, cỡ khoảng chừng nửa tháng nay mới thấy ở dưới, tôi biết tôi chạy ngang chùa Phước An nó mới cất, quốc lộ mới nó mới cất mà tôi tính xuống lấy đó là thuốc về uống đó. Thì bữa nào đi xuống dưới mình quay cái ta. Cô đó cũng cho miễn phí hả? Hút thuốc nam miễn phí, chùa lớn lắm.
Thì quốc lộ 91 và đường xi măng Hà Tiên đó, Tây Đô đó, mình ghé quốc lộ 91 B á. Tốt quá ha. Bên chú Sáu Mâm cũng chuyên nghiệp đó nha. Chú Sáu Mâm cũng chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ xưa nay đó. Những người tai biến này kia kia nọ là khỏi sợ đi nha. Cơm nước đồ ăn nghỉ tại đó luôn. Đúng rồi, bên chú Sáu là cái này có... Chú vậy trong gia đình mình sống có bao nhiêu thành viên chú? Chú ba người. Mà thằng con đi làm dưới Cà Mau. Ừ, xa vậy đó chú. Giờ còn có hai chồng hay sao? Mà con không có lo được. À, vậy đó. Em nhỏ nó đâu có mần có bằng, nhiều. Bữa nó mần được mà không đi theo đóng ba cái cừ người ta đó anh biết. Đóng có thì đóng, không có thì đụng nằm đó ăn ăn trời cũng nhập hay bắt bên bởi bên nó cũng khó lắm. Nó có về nó cho mình có bao nhiêu. Vậy là hai ông bà già mà bư vào kiểu này thấy xót quá. Bây giờ vợ tôi á, tôi nằm bệnh viện nó cũng đâu nuôi tôi được. Nếu nó nuôi tôi là nó nghĩ bán người ta. Nó nghĩ bán người ta thì tất nhiên là nó không có nuôi tôi được. Lại về đang xài chẳng tại mình đi nằm bệnh viện khó khăn gì á, anh em ở trong bệnh viện người ta cũng giúp xin mình đi chém với cháu hay là mua mình đi cà phê uống được. Tôi nói ra không, để vợ mình nó đi làm kiếm tiền nó nuôi, lỡ mà người ta không đồng ý nghỉ, người ta không đồng ý ta cho vợ tôi nó nghỉ rồi hai vợ chồng lấy gì nha. Ủa mà cổ đang làm cái gì, mua bán gì vậy? Bán tiếp tôm cho em vợ á. Bán quán cơm tiếp hả? Tôm. Tiếp với bưng rồi này kia đắt bọc luôn. Lớn mình nghĩ các bà cũng lớn tuổi rồi chứ. 60 tuổi rồi. À 60 thì không già gì. Dạ. À như cô này 60 cũng trẻ khô đó, đâu già đâu. Dạ. Đó. Thì qua đây thì sư huynh Nghĩa và anh Ngọc Tâm Tầm Chân Lý đến đây để thăm chú. Thì cũng biết cái hoàn cảnh gì đó thì nay con cũng xin vào để gửi cho chú một số tiền của Quý Mạnh Thường Quân đã gửi cho con đi đến đây để giúp đỡ chú. Dạ. Ha, dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì ba anh em Châu Phú đi đến đây thấy cái hoàn cảnh rất là xót xa quý vị. Thì hiện giờ cũng có một số Mạnh Thường Quân coi những cái video của Châu Phú quý vị, rất là cảm động nên có gửi tiền về cho chú đệ. Thì theo chú, cái người đầu tiên á là cô Khoan Thị Huệ ở bên Bỉ á chú. Gửi cho chú 500.000. Dạ. Cô Khoan Thị Huệ. Vậy chú có lời nào nói chú cô Huệ không? Tôi thành thật cảm ơn với cô Huệ. Tôi thành thật cảm ơn chân thành. Dạ. Rồi người thứ hai là Zalo Zalo Danh Trần gửi cho chú 100 đô là 2.3 triệu. Rử 6, 7, 8. Rồi giờ tính An Giang 500 bị anh Nghĩa anh đếm được rồi quý vị ơi. Ta đếm tỷ lắm á, giỡn à. Kiểm soát tỷ lắm á. Vậy thì 500 nữa phải không? Dạ 500 nữa. Rồi, này là gửi chú 2.3 triệu đúng không? Dạ. Rồi, này của ai? Này của ai? Danh Trần. Danh tôi, Trần, rồi. Tôi cảm ơn anh Danh Trần đã giúp đỡ cho tôi. Tôi thành thật, tôi rất cảm ơn anh nha, anh Danh Trần thật. Tôi cảm ơn gửi rất nhiều đấy mà gửi về chồng gửi về cho tôi để tôi có tiền tôi trị bệnh. Tôi cảm ơn anh. Dạ. Thì vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú cùng đồng hành với ba anh em cũng đã dài quý vị, chắc là xin tạm biệt tại đây quá. Đây có các cô đi đến đây để thăm nữa quý vị. Thì thưa cô, thì bây giờ là các cô thấy sao, thấy hoàn cảnh sao? Làm ơn chia sẻ giùm con. Anh hai ở đây thì ở xóm cũng quen biết không à. Ảnh bệnh nào giờ thấy anh cũng tội nghiệp. Thì mấy cũng lo làm ăn hết cơ. Thì cũng cảm ơn. Lo làm ăn. Lo làm ăn. Ảnh hồi nào giờ ảnh làm ăn lắm. Dạ, dạ. Mà không có uống rượu bè chè gì chứ. Cô rồi bình thường ở đây xóm riêng đây nè cô. Rồi sao cô? Thì Dượng Hai ở đây á, Dượng Hai ở đây hoàn cảnh đó hồi đó ông cực khổ lắm. Chạy xe ba gác rồi đi làm hồi nào giờ chứ không có mà ăn chơi gì hết đâu trơn. Giờ không có gì trơn mà không có mít lòng xóm ghiền nữa. Thấy tội nghiệp lắm.
Đây con này cũng vậy nữa nè, kế dạ. bên đó vậy ha. Thì, ổng cũng chạy xe ba gác, nó ngay giờ ngã xuống bệnh không có làm gì hết vậy ha. Giờ nhờ mấy chú cũng giúp hết lòng thì có nhiều người sống thôi nhờ. Thì cũng mong quý vị xem video xong thì có ai đóng góp cho Châu Phú thì cứ liên hệ để tiếp tục ủng hộ cho chú thím thì chưa cũng rất là khó khăn. Tiền uống thuốc nó nằm nhà bà cũng bị tai biến nữa là quá khó khăn rồi. Đi được nhắc tiếp người ta cứ nghĩ khí là tiếp người ta chứ ra ngoài là để coi giữ đồ chứ đâu có tiếp gì đâu lão chứ đâu có gì mặn gì nổi tai biến mà đâu làm gì chứ đâu có mà làm được nó đi làm mướn thấy đợt trước xem mà cảm động quá thấy tội nghiệp quá thấy cảnh gì hả tuổi tại vì ông đang mạnh khỏe đi làm tự nhiên cái ông sụp và dĩ nhiên nó mất cái phương hướng. Ai cũng vậy. Thấy cái giò ổng nhìn thấy sót gì đâu á. Ổng còn lớn còn đó. Dạ. Nè cái bụng nè. Không mà qua đợt này là ông khỏe lại hà. Ở đây có thuốc nam rồi cho ông nè uống bồi bổ vô. Phải mình ngoài thuốc và cũng phải cầu xin ăn trên và cố gắng niệm Phật. Cố gắng niệm Phật cho tinh thần mình vui vẻ, thoải mái lên nha để mình còn đi tiếp tục nữa. Thì kính thưa quý vị thì video đã dài rồi. Đoàn của Châu Phú xin tạm biệt quý vị tại đây nhé. Xin chào tất cả bà con. Chúc ngày mới an vui. Chúc toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ.